Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Văn Video. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái dòng xe tải mà cuối năm nay nó sẽ trở nên cực kỳ hot. Và cũng như là trong cái thời gian gần Tết thì đây sẽ là một chiếc xe tải giúp các bạn kiếm rất là nhiều tiền. Thì mời các bạn cùng dõi theo video này của mình nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video. Sản phẩm mình mang tới đây để giới thiệu cho các bạn nó chính là chiếc xe tải Nissan K6 với tải trọng 5,5 tấn. Sản phẩm này thì đã ra mắt thị trường tính đến thời điểm này là được 3 năm rồi. Và sản phẩm này được nhập khẩu theo dạng linh kiện 3 cục và lắp ráp tại nhà máy Vinamotor Đồng Vàng các bạn nhé. Tức là bao gồm cabin này, động cơ này, chassis này là nhập. Đó, còn riêng về phần lốp, phần thùng, phần ắc quy hay là phần nhíp thì chúng ta sẽ gia công trong nước các bạn nhé. Tại sao lại một chiếc xe nhập khẩu tới 3 bộ phận quan trọng nhất rồi mà những cái bộ phận còn lại chúng ta lại đóng trong nước? Bởi vì khi các bạn tưởng tượng nhá, nếu các bạn nhập nguyên một chiếc xe như này thì cái thuế nhập khẩu của nó, thuế nhập khẩu của những cái dòng xe bây giờ nó ít nhất nó cũng phải từ 200 cho đến 300% giá trị xe. Vì vậy cho nên là một chiếc xe này nếu mà các bạn nhập khẩu về thì giá của nó phải tầm trên dưới 1 tỷ. Như vậy thì nó rất khó để chạm đến tay người dùng của Việt Nam. Vì thế cho nên là từ những cái dòng xe chất lượng ví dụ như Hino hoặc là Isuzu hoặc Hyundai, họ vẫn đang nhập khẩu dạng 3 cục về để lắp trong nước để cho nó giảm cái thuế nhập khẩu. Thì giá thành của sản phẩm nó sẽ rẻ hơn đáng kể để cho khách hàng có thể dễ đầu tư hơn các bạn nhé. Đó là giải thích một chút vì sao mà phải nhập khẩu linh kiện về lắp ráp. Còn về dòng xe này thì nhà máy Đồng Vàng từng rất nổi tiếng với những sản phẩm HD rồi, Hyundai rồi, rất là ổn rồi. Và tiếp theo nhà máy lắp ra sản phẩm này thì cũng xin khẳng định với các bạn luôn, sản phẩm này của nhà máy Đồng Vàng Nissan nó khác hoàn toàn với những sản phẩm của Vim hay là của Thaco các bạn nhé. Nó hoàn toàn khác này. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái thông số liên quan đến xe, ví dụ như động cơ, kích thước lốp hay là kích thước thùng. Mình sẽ nói đến động cơ trước nhé. Động cơ trên xe thì được lắp là động cơ Nissan với dung tích là 2.953 với cái công suất sinh ra là 150 PS này và mô men xoắn là 370 Nm, khả năng neo dốc là 28%. Cái thông số quan trọng nhất mà các bạn sẽ quan tâm đến nữa đó chính là cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó là 11,5 lít trên 100 cây. Cái cung đường hỗn hợp và cũng như là đã đủ tải, đủ điều hòa. Đó. Động cơ thì được trang bị đầy đủ là cả cái hệ thống là turbo tăng áp các bạn nhé. Cái hệ thống turbo tăng áp này nó rất là quan trọng bởi vì nó sẽ giúp cho cái xe của các bạn nó sẽ vượt tải tốt hơn. Nó sẽ ngay lập tức giúp động cơ sinh công lớn hơn trong cái thời gian tức thời. Cho cái động cơ của các bạn nó sẽ được tải mạnh hơn và nó sẽ vượt ra qua những cái cung đường khó khăn hơn. Đó là về động cơ. Còn về thông số lốp thì K6 sử dụng là tới 6 lốp với cùng một kích thước là 750 trừ 16. Đó, kích thước lốp này thì là đối với phân khúc xe tải 5,5 tấn bây giờ là ổn rồi. Thế nhưng khi mà các bạn có cái nhu cầu đổi lên cái bộ lốp lớn hơn, ví dụ như lốp khoảng lốp 800. Lốp 800 thì thường thường sẽ dành cho những dòng xe khoảng độ từ tải trọng từ 7 cho đến 8 tấn. Và nếu các bạn có nhu cầu đổi thì bên mình cũng sẽ hỗ trợ để đổi cái lốp cho các bạn nhé, Nhưng mà còn đây là thiết kế nguyên bản của nhà sản xuất. Đó, và nhà sản xuất đã có tính toán rồi. Còn đương nhiên với cái nhu cầu của các bạn thì bên mình vẫn sẽ đáp ứng. Còn tiếp theo là về kích thước thùng như các bạn thấy ở đây. Phiên bản thùng của nhà máy thì chỉ dài là 5,05 m và có tải trọng là 5,3 tấn. Còn bên mình đóng ra riêng một cái phiên bản mà ô tô Tây Đô của mình độc quyền. Nó có cái chiều dài tới 5,22 m, rộng 2,15 m và cao là 1,98 m các bạn nhé. Với cái chiều rộng là 2,15 m thì các bạn chia cái chiều rộng này ra nó sẽ được 2 khổ 3 led. Tức là với cái chiều rộng này các bạn sẽ đặt được 2 tấm 3 led theo chiều ngang. Đó, và cái chiều dài thùng này thì ở phân khúc xe tải 5,5 tấn bây giờ nó đang là mức khá là phù hợp rồi. Bây giờ nếu mà các bạn muốn tìm một cái phân khúc xe tải 5,5 tấn thùng dài trên 6 m thì các bạn sẽ chỉ có thể là quay sang dòng rác thôi. Bởi vì những cái dòng xe khác ở trên thị trường bây giờ gần như là nó không còn nữa rồi các bạn nhé. Và sắp tới một thông tin nữa cho các bạn đó chính là nhà máy Đồng Vàng sẽ ra mắt sản phẩm Nissan 7 tấn với chiều dài trên 6 m. Nhưng mà nó sẽ dự kiến là vào khoảng độ tháng 1 năm 2023 các bạn nhé. Còn bây giờ K6 thì đang là 5,2 m. Với cái thùng này khẳng định các bạn, tất cả những gì các bạn nhìn thấy ở đây, đây là cái thùng cơ bản nhất của bên mình thôi. Tức là nó chưa phải là cái thùng chất lượng nhất. Bởi vì mình khẳng định với các bạn rằng là chẳng có cái thùng nào là cái thùng chất lượng nhất cả. Bởi vì nó sẽ theo cái nhu cầu của các bạn và nó sẽ theo cái mức đầu tư của các bạn. Các bạn đặt ra nhu cầu gì bên mình sẽ đóng theo như thế. Và cái xe K6 này có hồ sơ chassis nhưng bên mình không bán chassis. Bởi vì bên mình đã mất công mua ra một cái phiếu 5,2 m này rồi. Và cũng như là phiếu của nhà máy đã là 5,05 m rồi. Vì thế cho nên là khi các bạn có yêu cầu thì bên mình chỉ có thể gia công dày dặn hơn này, thiết kế thêm một số cái đặc trưng để dành cho cái công việc của các bạn. Chứ bên mình sẽ không nhận thay đổi kích thước. Ví dụ như dầm bệ nhá, mình không thể nào thay đổi kích thước. Dầm nó đang là 50 x 50 x 120, mình không thể nào tăng nó lên khoảng 80 được các bạn nhé. Bởi vì nó sẽ sai với đăng kiểm. hoặc là thùng đăng 5m2 các bạn đòi lên 5m rưỡi thì mình sẽ không thể làm được các bạn nhé. Đấy là những cái vấn đề liên quan đến thùng, tức là các bạn muốn gia công gia cố thêm mình làm được, làm đúng theo cái chất lượng và số tiền các bạn bỏ ra, nhưng để thay đổi về cái kích thước cơ bản đã đăng ký với cục đăng kiểm là bên mình sẽ không làm các bạn nhé. Làm thì vẫn được nhưng các bạn chạy nó sai luật như thế này nó sẽ rất là phức tạp về sau này đó. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái phiên bản thùng khá là cơ động của K6. Đó là bên mình đã hỗ trợ khách hàng là mở cánh hai bên. Đó, với một chiếc xe bình thường khi chúng ta thấy ấy, đa số là những khách hàng có cái nhu cầu về hàng hóa nó lớn này, vận chuyển nhiều hướng này, rồi là bán hàng ở dọc đường, thì các bạn sẽ nghĩ tới những cái dòng xe tải nhỏ đi vào phố nhiều hơn. Thế nhưng mà ở trên K6 này thì bên mình đã thiết kế ra một cái xe này thì khách hàng của mình là dùng để vừa là chở hoa quả này, vừa để khi thoảng có những cái cuốc là chở trâu bò. Cho nên là trâu bò thì đặc trưng là khi mà đi một quãng đường dài ấy, cái trâu bò nó rất là hay hoảng loạn các bạn ạ. Khi mà chúng ta cho nó xuống ấy, xuống từ một hướng thì nó rất là lâu và rất là khó. Cho nên là bên mình đã làm theo yêu cầu khách hàng là mở hết phần cánh lên. Đấy, để cho khách hàng có thể lên xuống tùy ý, tùy thích. Đó, bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn xem nhé. K6 thì là thiết kế ban đầu của nó là 5 bừng, gồm là 4 bừng hông và 1 bừng đuôi. Đấy. Cái phần rào trên này thì bên mình đã bịt sẵn là inox rồi. Thế nhưng mà do cái nhu cầu công việc thì khách hàng muốn mở luôn cả cái phần bừng này lên. Đấy, thì bên mình cũng đã gia cố thêm một số cái chi tiết để cho cái phần bừng này nó dễ mở hơn. Đây, các bạn có thể thấy là cái bừng nguyên bản của xe nó rất là dày dặn này. Đó, ở bên ngoài thì bọc inox, ở bên trong là bằng sắt hộp 40 x 30, chiều dày là 1,4. Còn riêng cái phần viền này, cái bo viền này là bên mình làm độ dày tới 1,5 ly các bạn nhé. Rất là dày này, rất là cứng cáp rồi. Các bạn yên tâm, với mỗi một cái bửng này đã có 4 cái bản lề để có thể giữ được cái phần bửng này chắc chắn hơn rồi. Đó, bây giờ mình sẽ mở ở trên nhé. Đây. Đó, các bạn thấy không? Bởi vì là cái này nó khá là cao nên mình không đẩy lên hết được. Thực ra là như này, có một số cái loại ti thủy lực nó có thể giúp các bạn là các bạn ấn một phát nó đẩy lên luôn. Thế nhưng mà cái đấy nó rất là nguy hiểm, bởi vì nếu chẳng may cái tầm mặt của chúng ta nó đang vừa với cái tầm mép của cái phần rào này thì nó sẽ bật một cái sức mạnh bật rất là cao lên. Như thế thì một là chúng ta sẽ với đau, rất là đau tay, hai là nó có thể đập vào mặt chúng ta, nó rất là nguy hiểm. Vì thế cho nên là bên chúng tôi lựa chọn cái loại tuy thủy lực Hyundai với cái lực đẩy là 400 Newton. Tức là nó vừa phải thôi. Các bạn chỉ cần tác động nhẹ hoặc các bạn là lấy một cái gậy, các bạn đẩy nó lên đây. Bên mình đã làm sẵn một cái gậy này. Nó vừa với tất cả các cái chiều cao của các bạn nhé. Các bạn chỉ cần đẩy nó lên này. Đó, thấy không? Khi mà cái phần bừng này nó đã mở được rộng như thế này rồi, và chiều cao của thùng nó là 1m98. Đó, thì các bạn hoàn toàn có thể là dễ dàng xử lý tất cả các cái nguồn hàng. Các bạn cho lên, cho xuống, rồi kể cả trâu bò vân vân. Đó, rất là ổn nhá. Còn về phần trong thùng các bạn có thể thấy này, phần sàn này bên mình đã làm sàn dày tới 2,8 ly rồi. Đó, mình đã lót luôn sàn phẳng rồi. Còn khi mà khách hàng cần gia công thêm cái vấn đề gì thì bên mình vẫn xử lý bình thường. Đó, và đây, toàn bộ thiết kế bên trong thùng. 3 vị trí quan trọng nhất của thùng là phần đầu, giữa và cuối, bên mình đều làm bằng các cái thanh u đúc rất là bản, rất là to. Nó dày tới 10 x 120 các bạn nhé. Đó, rất là rộng này. Đấy, và ngoài cái phiên bản thùng này ra thì bên mình còn khá nhiều cái phiên bản thùng đặc biệt khác mà nó sẽ phù hợp với từng công việc. Vì thế cho nên nếu các bạn có nhu cầu thì hãy đến công ty mình để chúng ta có thể đưa ra cái kế hoạch làm thùng nó được sát nút nhất. Còn hiện tại chiếc xe tải Nissan K6 5,5 tấn này đang có giá là 580 triệu lăn bánh. Và với mức bỏ ra đầu tư trả góp sẽ là 200 triệu. Bên mình sẽ hỗ trợ giao xe tại nhà cho các bạn. 200 triệu đã xong xe rồi. Đó, và các bạn đừng quên nhé, Autotrader của mình đang trong tháng 9 đến tháng 12 năm 2022 này còn có một cái chương trình đó là mua xe bốc thăm trúng thưởng xe SH và nhiều phần quà giá trị khác. Đó, cho nên là các bạn hãy đến Autotrader của mình để được nhận những cái chế độ ưu đãi cũng như là đãi ngộ tốt nhất trong năm này các bạn nhé. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào.